Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Văn Bản tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Giảng Tị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Năm 2023, huyện Văn Bản đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành toàn diện 62 trên 62 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, nổi bật là tốc độ phát triển kinh tế đạt 13,9% thu ngân sách dự ước hết năm 2023 đạt 503 tỷ đồng, là huyện đầu tiên trong tỉnh hoàn thành thu ngân sách trên địa bàn, kết quả giảm nghèo đạt tỷ lệ hơn 4%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giang Thị Dung biểu dương những kết quả nổi bật huyện Văn Bản đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2023. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đồng thời định hướng một số giải pháp để khắc phục hạn chế, Hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao năm 2024. Trên cơ sở tám nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các giải pháp, quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ở mức cao nhất.